Công tác huấn luyện của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục đổi mới, đột phá, nâng cao chất lượng theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc. Tăng cường huấn luyện cơ động, huấn luyện đêm, huấn luyện cường độ cao trong mọi điều kiện, sát với nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn, môi trường và phương án tác chiến, diễn tập nhiều cấp với nhiều hình thức. Cũng tại buổi lễ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phát động phong trào thi đua với chủ đề huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, kỷ cương, sáng tạo, an toàn. Phát động thi đua đợt cao điểm kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Cũng trong ngày 1 tháng 3, Ban Chỉ huy Quân sự các địa phương gồm thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên và huyện Đại Từ đã tổ chức ra quân huấn luyện năm 2023 với chủ đề huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, kỷ cương, sáng tạo, an toàn. Ban Chỉ huy Quân sự các địa phương tổ chức huấn luyện cho lực lượng thường trực, dự bị động viên và lực lượng dân quân tự vệ theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc. Nội dung huấn luyện gồm huấn luyện sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế và các loại vũ khí được trang bị mới, cơ động lực lượng, phương tiện linh hoạt, giỏi tác chiến độc lập, nâng cao khả năng tác chiến khi được tăng cường binh khí, kỹ thuật, hiệp đồng tác chiến trong khu vực phòng thủ, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao khi có tình huống xảy ra. Thời gian huấn luyện từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 15 tháng 12.